Những nội dung nổi bật trong bản tin bóng đá Việt ngày 2 tháng 3. Hấp dẫn cuộc đua ở top 3 V-League. U20 nữ Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ trước Nhật Bản. Nhận định trước hai trận bán kết U19 quốc gia 2024. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play đã trở lại với bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Sân cỏ trong nước sẽ tiếp tục sôi động với các trận cầu của V-League diễn ra vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ mang đến thông tin khác về các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu cực kỳ quan trọng tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với Indonesia trong tháng này. Do đó, tình hình chấn thương của các trụ cột đội tuyển như Đoàn Văn Hậu hay Quế Ngọc Hải rất được người hâm mộ quan tâm. Và trong buổi họp với VFF vào hôm qua, huấn luyện viên Philippe Troussier đã chia sẻ thông tin về hai trụ cột này. Huấn luyện viên Philippe Troussier vừa thông báo tình hình chấn thương của hai trụ cột là Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải trong buổi họp ngày hôm qua cùng với VFF. Theo đó, ông chia sẻ mình đã trực tiếp gặp gỡ các cầu thủ đang điều trị chấn thương, đặc biệt là trường hợp của Đoàn Văn Hậu để kịp nắm bắt tình hình. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu hiện đang sang Singapore để điều trị chấn thương gót chân, theo đánh giá của các chuyên gia y tế. Hậu vệ này sẽ phải chờ tới tháng 5 thì mới có thể bình phục hoàn toàn. Do đó, anh chắc chắn không thể xuất hiện trong hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng này. Trong khi đó, thì Quế Ngọc Hải đã vắng mặt tại vòng 10 này World V-League 1 2023-2024 do tái phát chấn thương vùng cơ. Cầu thủ này đang được ban huấn luyện câu lạc bộ BKMX Bình Dương cho phép tự điều trị. Điều này cũng khiến Quế Ngọc Hải nhiều khả năng không thể cùng các đồng đội đối đầu với đối thủ Indonesia trong hai trận cầu quan trọng sắp tới. Hiện tại Quế Ngọc Hải vẫn đang tích cực tập luyện tại một trung tâm y học tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể hồi phục sớm trở lại trong màu áo câu lạc bộ BKMX Bình Dương cũng như đội tuyển quốc gia. Trước đó thì cầu thủ sinh năm 1993 cũng đã bị rách cơ gân khoeo bắp đùi phải trước ở vòng 6 này World V-League 1 2023-2024. Anh phải nghỉ thi đấu 3 tuần và lỡ hẹn với Asian Cup 2023. Bên cạnh Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải, huấn luyện viên Philippe Troussier cũng đang phải lắng nghe tình hình chấn thương của một số trụ cột khác như Đặng Văn Lâm hay Đỗ Hùng Dũng. Cũng trong buổi họp chiều hôm qua, huấn luyện viên Philippe Troussier cũng đã thống nhất kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia cho các trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới. Chiến lược gia người Pháp tính toán quỹ thời gian dành cho mỗi đợt tập trung của đội tuyển sẽ là khoảng 1 tuần trước mỗi kỳ FIFA Day. Quỹ thời gian này sẽ đảm bảo cho công tác chuyên môn của đội tuyển, vừa đảm bảo lợi ích cho các câu lạc bộ và lợi ích của các giải đấu trong nước. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12 tháng 3 tới tại Hà Nội. Đồng thời, đội tuyển U23 Việt Nam cũng tập trung để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Tajikistan. Tổng cộng sẽ có 60 cầu thủ của hai đội tuyển được triệu tập trong đợt tập trung này. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có hai trận đấu với Indonesia trên sân khách vào ngày 21 tháng 3 và trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Trở lại với Naiwop V-League 1 2023-2024, vòng 11 vừa qua đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, những giây phút đầy cảm xúc. Và do đó, chúng ta đều mong chờ vòng 12 diễn ra cũng sẽ thực sự bùng nổ. Cuộc đua vô địch hứa hẹn vẫn tiếp tục căng thẳng khi ba đội bóng trong top 3 đều không phải gặp các đối thủ nặng ký ở vòng đấu này. Cuộc đua top 3 bảng xếp hạng Naiwop V-League 1 2023-2024 đang ngày một nóng lên khi giải đấu bước vào chặng cuối của giai đoạn LD. Nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội dù xuất phát chậm nhưng đã vươn lên vị trí thứ 3 với 4 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak, Công an Hà Nội cũng đã có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Vậy nên không có lý do gì để dàn sao của họ phải ngại ngần không hướng tới 3 điểm tiếp theo khi đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở phần sân đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công với hy vọng có một điểm ra về. Điều quan trọng là liệu họ có ngăn cản được sức tấn công hùng hậu của các nhà đương kim vô địch hay không. Cũng trong ngày Chủ nhật, Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với đội bóng đang dẫn đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ về thực lực cũng như phong độ hiện tại, nhưng Sông Lam Nghệ An với những cầu thủ trẻ khát khao quyết tâm tạo ra bất ngờ. Đối thủ của họ, đội bóng Thành Nam ngày càng cho thấy sự lợi hại với dàn cầu thủ chất lượng, cộng thêm sự gắn kết và ổn định trong lối chơi. Chiến thắng đầy kịch tính trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước đã giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt càng thêm tự tin hướng tới mục tiêu vô địch. Trận cuối cùng sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất, nơi chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp BKMX Bình Dương, đội đang tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với thực lực mạnh hơn, cùng tinh thần thoải mái, phong độ của đội bóng đất thủ theo đó cũng tốt hơn ở mùa giải năm nay. Bởi vậy, dù phải làm khách, nhưng BKMX Bình Dương của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chắc chắn vẫn được đánh giá cao hơn và sẽ hướng tới một chiến thắng. Đội chủ nhà thì vừa thắng Maryland Quy Nhơn Bình Định ở vòng đấu trước, tất nhiên cũng sẽ chẳng hề ngán ngại đối thủ. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo ra một kết cục hấp dẫn và quyết liệt cho tới vòng đấu áp chót của lượt đi. Tối ngày 1 tháng 3, thủ thành kỳ cựu Bùi Tấn Trưởng xác nhận chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau 4 năm gắn bó.
thủ thành 38 tuổi thống nhất với đội bóng áo tím, kết thúc hợp đồng sớm 3 tháng. Sau 4 mùa giải cùng 67 trận đấu, Tấn Trường đã có những đóng góp quan trọng giúp câu lạc bộ Hà Nội có được một chức vô địch của V-League năm 2022, hai cúp quốc gia vào các năm 2020, 2022 và hai siêu cúp quốc gia cũng trong năm 2020 và 2022. Từ cuối năm 2023, Tấn Trường xuống phong độ, không cạnh tranh được suất bắt chính với thủ môn Văn Hoàng. Anh chỉ bắt được 3 trận ở V-League mùa này nên đã quyết định tìm bến đỗ mới. Theo những thông tin được chính Tấn Trường chia sẻ, câu lạc bộ Hà Nội đã đồng ý để anh cập bến Trường Tơi Bình Phước vì đội bóng này thiếu một thủ thành dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn tốt. Bên cạnh đó, Tấn Trường cũng háo hức được đến với đội bóng hạng nhất bởi người bạn thân Nguyễn Anh Đức. Tối ngày 1 tháng 3, anh em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và hậu vệ Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Công an Hà Nội phải đón nhận tin buồn khi cha đẻ của hai cầu thủ, ông Bùi Văn Khánh, qua đời ở tuổi 59 vì lý do sức khỏe. Bùi Tiến Dũng nhận tin bố mất khi đang cùng với LP Bank Hoàng Anh Gia Lai ở Thanh Hóa chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 12 của V-League. Ngay lập tức, thủ thành 27 tuổi và em trai đã xin phép câu lạc bộ chủ quản về nhà chịu tang bố. Theo thông báo từ gia đình, lễ tang sẽ được cử hành vào chiều 2 tháng 3 tại quê nhà ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Thủ thành sinh năm 1997, vì vậy không tham gia trận đấu giữa LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa diễn ra vào chiều cùng ngày. Thời khắc chuyển giao của bóng đá nữ châu Á. Khi độ tuổi được nâng lên tại giải đấu danh giá nhất cho những tài năng trẻ U20. Hướng tới sự phát triển và vươn tầm của lục địa. Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 bắt đầu từ ngày 3 đến 16 tháng 3, trực tiếp duy nhất trên FPT Play. Chuyển sang những tin tức về đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Các cô gái trẻ của chúng ta hiện tại đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Thử thách đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Akira Izuri sẽ là U20 nữ Nhật Bản. Đội bóng nắm giữ kỷ lục 6 lần vô địch sẽ là thuốc thử liều cao dành cho U20 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái, Ngọc Minh Chim và các đồng đội hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ trước đối thủ. Trận đấu giữa U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Nhật Bản sẽ được FPT Play gửi đến quý vị vào lúc 18 giờ ngày 4 tháng 3. Trước đó sẽ là phần bình luận trước trận đấu của chúng tôi. Kính mời quý vị quan tâm và theo dõi. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ là đội tuyển quốc gia mở hàng năm 2024 của bóng đá trong nước khi tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 tại Uzbekistan. Trước thêm giải đấu diễn ra tại Trung Á, thầy trò huấn luyện viên Akira Izuri đã có những màn chạy đà tương đối tốt. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam hòa 1-1 và thắng 4-1 trong hai trận giao hữu với đội chủ nhà U20 nữ Uzbekistan. Đó là màn trình diễn tích cực để thúc đẩy tinh thần các học trò nữ của huấn luyện viên Akira Izuri trước trận ra quân gặp đội tuyển U20 nữ Nhật Bản, nhà đương kim vô địch giải đấu vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Nhật Bản được xem là một trong những đối thủ mạnh nhất của U20 nữ Việt Nam phải đối mặt tại giải đấu này. Nhà đương kim vô địch đang hướng đến chiến thắng thứ 11 liên tiếp ở đấu trường châu lục. Đội tuyển U20 nữ Nhật Bản đã từng vô địch U20 nữ World Cup 2018 và về nhì tại World Cup U20 nữ vào năm 2020. Trong quá khứ, các cô gái đến từ xứ sở Phù Tang đã thắng 3 lần chạm trán với các cô gái Việt Nam. Rõ ràng với những kết quả như vậy, cơ hội dành cho thầy trò huấn luyện viên Akira Izuri sẽ là không cao khi chạm trán với U20 nữ Nhật Bản. Tuy vậy, các cô gái của đội tuyển U20 nữ Việt Nam vẫn đang tỏ ra rất lạc quan và tự tin. Huấn luyện viên Akira Izuri xác định đụng độ với một đối thủ mạnh như đội bóng quê hương sẽ là cơ hội để cho các cô gái nữ Việt Nam có thêm trải nghiệm để tiếp tục phát triển trong tương lai. Đây là lần thứ tư Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U20 nữ châu Á, hay trước đây là U19 nữ châu Á. Thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi này là lọt vào tứ kết năm 2004. Trong ngày hôm nay, thì ban tổ chức vòng chung kết U20 nữ châu Á đã tiến hành họp kỹ thuật trước giải với sự tham gia của các cán bộ phụ trách và đại diện các đội bóng. Cũng trong tối nay, huấn luyện viên Akira Izuri và các cộng sự sẽ thông báo danh sách 23 cầu thủ chính thức dự giải. Hai cái tên không nằm trong danh sách này vẫn tiếp tục ở lại Uzbekistan và tập luyện cùng các đồng đội. Nhận xét về quá trình chuẩn bị vừa qua, huấn luyện viên Akira Izuri cho biết ông chưa hài lòng với các cầu thủ ở những tình huống đối đầu tay đôi. Với các đối thủ cao to hơn, các cầu thủ chưa làm tốt và cần phải cải thiện nhiều. Về khâu tấn công, toàn đội sẽ cần chơi đơn giản hơn để tạo được nhiều cơ hội đột phá hơn. Các cầu thủ cần tự tin dứt điểm hơn khi có cơ hội. Còn về điểm tích cực, ông hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội U20 nữ Việt Nam. Ông đánh giá các học trò đều nghe theo, hiểu và làm theo những gì mà ban huấn luyện chỉ đạo. Và ông khẳng định các cô gái trẻ của bóng đá nữ Việt Nam đang có những sự phát triển rất nhanh. Những trải nghiệm quý báu như vòng chung kết U20 nữ châu Á
và nhất là còn nằm trong một bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh, sẽ là cơ hội để các cô gái tiếp tục tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Sau hai trận tứ kết vào chiều qua, vòng chung kết U19 quốc gia 2024 đã xác định được 4 cái tên xuất sắc nhất tiến vào bán kết. U19 Sông Lam Nghệ An sẽ đụng độ U19 Hà Nội ở trận bán kết 1. Trong khi đó, trận bán kết 2 là màn chạm trán của U19 Thể Công Việt Theo và U19 EB Bank Hoàng Anh Gia Lai. Hãy cùng đến với những tin tức và nhận định của chúng tôi về hai trận đấu đáng chờ đợi này. Quý vị thân mến, diễn biến của hai trận bán kết vòng chung kết U19 quốc gia 2024 sẽ được FPT Play mang đến vào chiều mai. Kính mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Và thông tin về sân chơi trẻ này cũng sẽ khép lại bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Sau cái trận tứ kết nảy lửa, vòng chung kết U19 quốc gia 2024 đã bước vào vòng bán kết với các cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội và Thể Công Việt Theo gặp LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Đây đều là những cái tên tiếng tăm ở các giải đấu trẻ những năm qua. Do đó các trận đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và đáng chú ý. U19 Thể Công Việt Theo vẫn chứng tỏ rằng họ là một đơn vị hàng đầu trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Ở vòng tứ kết, đội bóng của huấn luyện viên Đặng Thanh Phương tiếp tục thi đấu nổi bật, dù đối thủ chính là các nhà đương kim vô địch U19 Đông Á Thanh Hóa. Hai bàn thắng cùng lối chơi mạch lạc với song sát Nguyễn Công Phương và Nguyễn Đăng Dương trên hàng công, U19 Thể Công Việt Theo cho thấy quyết tâm giành chức vô địch tại giải đấu này. Trong khi đó, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận đấu chật vật trước U19 Huế và phải cần tới 9 lượt luân lưu để giành quyền vào vòng trong. Tuy vậy, điểm nhấn lớn nhất của đội bóng phố núi là hàng phòng ngự vững chãi khi mới chỉ để thủng lưới một bàn trong trận đấu với U19 Hà Nội ở vòng bảng. Có thể nói trận đấu giữa U19 Thể Công Việt Theo và U19 LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ là màn đọ sức thú vị giữa đội bóng có hàng công được đánh giá cao với hàng phòng ngự vững vàng nhất nhì giải. Nếu vô hiệu hóa được khả năng công phá cực mạnh của Công Phương và Đăng Dương, U19 LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ mở toang cánh cửa vào tới chung kết. Tuy vậy, họ hiểu rằng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. U19 Sông Lam Nghệ An vẫn là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu tại giải đấu này. Trong khi đó, U19 Hà Nội đã thể hiện sức mạnh khi đánh bại chủ nhà U19 BKMX Bình Dương 3-1 ở tứ kết. Với điểm mạnh là lực lượng đồng đều cùng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, U19 Hà Nội sẽ là hòn đá tảng lớn nhất trên hành trình tiến tới ngôi vô địch của bất kỳ đội bóng nào. Trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ. Còn cuộc so tài giữa U19 Thể Công Việt Theo và U19 LP Bank Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 17:30 ngày 3 tháng 3. Và cả hai trận đấu này đều được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. Khát vọng tuổi trẻ được chắp cánh ở một sân chơi truyền thống giàu tính cạnh tranh. Lần đầu tiên, trái bóng của giải U19 quốc gia được lăn trên các sân cỏ của tỉnh Bình Dương. 12 đội bóng cho một mục tiêu vô địch. Vòng chung kết U19 quốc gia 2024 từ 21 tháng 2 đến 5 tháng 3 trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.